A Di Đà Phật. Bạch thầy, xin thầy từ bi khai thị những khúc mắc giữa người xuất gia và tại gia để tránh vấn đề tà kiến. Kính thầy, con là người xuất gia muốn cho con cái tiền trong lúc khó khăn hoặc làm Phật sự. Con của con đã ăn chay trường, biết nhân quả, giáo pháp, vân vân, biết hiếu thảo. Kính thầy, nhiều lần cho tiền nhưng không dám nhận. Con không dám nhận, con nó không dám nhận. Đã trả lại và nói rằng con không dám lấy số tiền đó vì tiền của Tam Bảo, con không dám tiêu dùng. Xin thầy khai thị. Hôm nay đương sự có mặt tại chánh điện, con rất hoan hỷ vui mừng và muốn tập hạnh buông xả vì con đã nhìn thấu. Con hành sự như vậy có đúng không? Tức là vị này, xin thầy từ bi khai thị những khúc mắc giữa người xuất gia và tại gia để tránh cái tà kiến, là cái tà kiến nào đây? Là người con xuất gia muốn cho con cái chút ít tiền. Cái điều này cũng là cái điều bình thường chứ không có gì. Nếu mà thí dụ như mẹ mình xuất gia rồi, mẹ mình lâu lâu cho mình không dám nhận, thì mình nhận cái đồng tiền đó đi ra phóng sanh, đi ra có thể in kinh ấn tống mà làm gì. Mong người con này là hạnh vui dễ nhận tiền. Và khi nhận rồi đấy, mẹ ơi con sẽ cũng có đủ tiêu rồi, không đến nỗi mẹ lo. Mà con vì nó muốn mà báo đền báo hiếu, con sẽ đem đồng tiền này làm phước để hồi hướng cho mẹ, mong cho mẹ quyết lòng niệm Phật vãng sanh. Nếu mà người con nói cái này thì xin sư cô, vì sư cô này hoan hỷ đi, để cho tập cho con cái mình biết làm nghĩa, làm phước, bố thí, để làm mớ cái đường tu hành cho con cái. Tình thực có những con cái này quý lắm. Đây không phải là tà kiến đâu, mà đây là cái ý niệm trừ hiếu thảo rất là đúng. Cho nên người con này nói là con không dám nhận cái tiền của sư cô đâu, vì tiền này là tiền tam bảo. Nếu mà người con của mình có được ý niệm này, đó là cái tâm hành tu hành của người con mình khá tốt đấy chứ. Thấy không? Mình nên lợi dụng cái tâm niệm này mà khuyến tấn con cái mình tu. Thì nói thì thôi, bây giờ mẹ có cái chút tiền này để mà coi như là để tỏ cái tình thương với con, mà con thấy như vậy mẹ mừng vô cùng. Thì bây giờ theo con tu như vậy tốt lắm, khuyến khích người con mình tu đi. Và người con của mình có như vậy là cứ mạnh dạn nhận đi và nói mẹ ơi con sẽ đem đồng tiền này làm phước để hồi hướng cho mẹ, cầu cho mẹ được vãng sanh. Và mẹ cũng thương con là nhắc nhở cho con tu hành để con cũng được vãng sanh. Mẹ con nhắc nhở nhau trên con đường tu hành này tốt lắm chứ vị ơi. Nương theo cái này mà chúng ta làm hay lắm đấy. Chứ không nên là đây không, thực ra đây không phải là tà kiến đâu, mà đây là ý kiến hay lắm đấy. Tức là có lòng thiện lành, có biết tu hành. Cho nên xin thưa ví dụ là xin tán thán người mẹ là đã xuất gia và người con trong một con của người xuất gia đừng hỗ trợ cho nhau. Đây là một cái gia đình hạnh phúc vô biên, phải không chư vị? Cảm ơn chư vị. Chúng ta nên cố gắng học hành này là buông xả. Đúng là mẹ cũng buông xả quyết chí vãng sanh hiếu thấu, mà người con cũng bắt đầu buông xả, cũng bắt đầu niệm Phật. Đúng là cái cơ, gọi là cơ duyên hạnh ngộ với nhau rất tốt. A Di Đà Phật. Có một câu hỏi khác. Bạch Thầy, nếu mình thấy Phật A-di-đà tiếp dẫn mình không được, không đi theo, lỡ là A-di-đà Phật đến mà mình không đi, sẽ bỏ lỡ cơ hội không thưa Thầy? Xin Thầy chia rõ. A-di-đà Phật đến mình phải theo A-di-đà Phật, chứ sao lại bỏ? Nhưng mà tịnh hải này nhắc nhở cho chư vị, có những người tu rồi ngày ngày đều thấy A Di Đà Phật hiện thân, thì còn phải nhắc nhở người này, đây coi chừng chỉ là giả huyễn, vì cái tâm mong cầu cảm ứng mạnh quá, cho nên nhiều khi mình là lỡ đi sai lạc mà không hay.
Chính vì thế mình xin thưa với chư vị, A-di-đà Phật là đến trong lúc mình lâm chung, mình nguyện vãng sanh Tây Phương Tha Thiết, nhất niệm mười niệm, mình được cảm ứng. Ngài đến tiếp dẫn mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chứ không có cái lý do nào mà ngày ngày A-di-đà Phật đều đến nói chuyện với mình mà mình cho đó là thực coi chừng. Có thể 99.9% là giả huyễn. Còn Ngài tin không thì nói mạnh hơn. Nếu mà thí dụ như khi mà tâm thành quá, trong một đời chúng ta thấy một lần, hai lần là có thể còn tin tưởng được. Chứ nếu ngày ngày cũng thấy A-di-đà Phật hiện ra thì người này chắc chắn 100% bị có vấn đề rồi. Đây là lời dạy của Ngài. Mà chư tổ cũng luôn luôn dạy như vậy luôn. Cho nên mong chư vị nhớ là nếu mà người nào có cái mơ mộng cầu nguyện A-di-đà Phật cho con hiện thân, cho con thấy mơ mộng rất dễ thấy. Mà cái thấy này nhất định không phải là A-di-đà Phật thực. Diệu Âm đã từng gặp những người tu hành niệm Phật mà cứ chiều chiều đứng bên bụi chuối hướng về phía tây, cứ lâm râm khấn nguyện: xin A-di-đà Phật hiện thân cho con thấy một chút cho con niềm tin. Có nhiều người vô trong chánh điện lại Phật, nhìn trên A-di-đà Phật: Ngài ơi, Ngài hiện thân cho con thấy. Chư vị mơ mơ màng màng có tới một hai ngày Ngài hiện thiệt đấy, mà coi chừng. Đây là vọng cảnh chứ không phải là chân cảnh đâu. Lấy tâm thù quán cảnh chịu lực, đây là thường chư tổ nhắc nhở như vậy. Cho nên người nào mà niệm Phật cứ ngày ngày thấy Bồ Tát này Bồ Tát nọ, mau mau nghe lời Ngài tịnh không nhắc đi, thành tâm sám hối, quyết chí niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, và thành tâm điều giải với họ đi: chư vị ơi, trong nhiều đời nhiều kiếp tôi làm điều sai lầm, hôm nay tôi quyết chí niệm Phật trở về Tây Phương để mà được vãng sanh thành đạo, tôi sẽ quyết lòng quyết dạ cứu lấy những cái chư vị để trả cái món nợ sanh tử. Hãy thành tâm đi. Nếu mà chư vị thành tâm niệm Phật cầu vãng sanh thì được Phật lực gia trì chư hộ bảo vệ, chư vị thoát qua những cái huyễn cảnh này. Chứ nếu mà ngày ngày đều thấy Phật mà nó không biết là Phật thiệt hay Phật giả, lỡ Phật thiệt thì sao? Nên là chư vị không, nhiều khi chúng ta không nắm vững cái đạo lý vãng sanh, cái quy tắc vãng sanh. Người đó khi lâm chung, A-di-đà Phật và chư thánh chúng hiện ra trước mặt người đó. Chứ Phật không nói là chúng ta niệm Phật ngày ngày đều tới, A-di-đà Phật và chư thánh chúng hiện thân nói chuyện với ta. Mình đã đặt lời văn sai lầm, coi chừng mình bị huyễn cảnh. Và nhất là ông tổ, chư vị có thể lấy cái ở kia tôi qua, tôi thấy có cái cuốn sách rồi là Ấn Hoàng Gia Ngôn Lục, chư vị có thể đọc qua đọc lại cái sách đó chục lần, hai chục lần đi, chư vị để thấy rõ những cái điều mà Ngài nói cái này. Nó rõ lắm, các chư tổ nó rõ lắm. Chúng ta đừng nên mơ mộng mà thấy Phật, thấy Bồ Tát này, cầu mong thấy như vậy, coi chừng. Ân thần trên đâu dựa vào cái tâm mong cầu của chúng ta mà các Ngài tạo ra những huyễn cảnh để gạt chúng ta. Cho nên chỉ có một cái cầu pháp môn này, mà chỉ có một cầu là cầu vãng sanh, là chánh cầu Phật cho phép. Còn cầu tất cả những cái khác đừng nên mơ mộng tới. Cầu cho an khang tán kiện không tốt đâu. Cầu cho tâm thanh tịnh không được đâu. Cầu cho nhất tâm bất loạn không được đâu. Đừng cầu cái đó, mà cứ cầu nhất tâm đi, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đi. Tất cả những cánh gió nó tùy theo cái tâm cơ của mình, tùy theo công phu của mình hiện ra. Chứ nếu mà mình thấy mình ngày ngày mình thấy Phật mình vui vẻ, mà hôm nay nói như vậy tiếp tục vui vẻ thì chư vị coi chừng bị, có thể bị cảm bẫy. Mà mình nhớ là cứ thành tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì chư Phật gia trì cho chư vị. Khi mà mình ra đi, mình quyết lòng cầu Phật A Di Đà lai nghìn tiếp dẫn, Ngài tiếp dẫn mình trong lúc lâm chung. Nếu mà tâm thành quá thì trong một đời mình có thể một lần, hai lần. Nhưng mà mình đừng nên vui mừng vì những cảnh giới đó. Đây là lời dạy của ông tổ. Khi mà chư vị tu lòng thành có thể cảm ứng đến những cảnh giới đẹp. Nhưng mà vừa thấy cảnh giới đẹp, tức là gọi là thánh cảnh đó,
mà mình vui mừng khóc khỉnh thì thanh cảnh đó tức khắc biến thành ma sự. Mong chư vị phải nhớ cho, nhớ cho kỹ cái điểm này. Còn người trí thành trí kính niệm Phật, quyết lòng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, do cái lòng trí thành trí kính đó dẫu cho ma sự hiện ra cũng có lợi chứ không có hại, cũng tăng thượng duyên cho mình tu hành. Tại sao vậy? Tại vì tôi tu hành, quyết tâm tu hành, tinh tấn tu hành, thành tâm niệm Phật như vậy mà còn bị những cái ma cảnh, tức là cái nghiệp chứng ứng hiện, chứng tỏ mình là phàm phu chính hiệu rồi, giúp cho mình phải tăng trưởng cái công phu lên, tăng trưởng cái tín tâm lên, quyết chí mà tu hành, tức là coi như là giúp cho mình tu hành mạnh hơn. Cho nên Ngài nói gặp ma cảnh vẫn có thể tăng thượng duyên cho mình tu hành. Còn mà mình cứ gặp những cảnh giới này mình mừng, cảnh giới kia mình mừng, thì Ngài nói thắng cảnh ngay lập tức biến thành ma sự. Tất cả đều ở cái tâm của mình. Khi mình thành tâm thì thắng cảnh ứng ra đúng, nhưng mà khi thắng cảnh ứng ra mình vui mừng khóc khỉnh, đây là loạn tâm chứ không phải tịnh tâm. Loạn tâm thì loạn cảnh hiện. Mong chư vị nghe những lời của Ngài, của chư Tổ vậy, nó thấm thiết vô cùng, hay vô cùng. Nghe chư vị nha. Cho nên mong chư vị hiểu rõ vấn đề này thì tự nhiên không có gì sai lạc cả.